ជំងឺស្វាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលដល់សំខាន់របស់រោងចក្រលោកគ្រូសុខសេងហួរចាំម៉ណៃនាំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ចាននេះគឺជាប្រភេទស្រ័យស្មតស្ពីរយណាចាស្រ័យស្មតស្ពីរយណាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំងឺទូទៅតែម្ដងដូចជាជំងឺឬដងបាក់ទឹកនោមផ្អែមដូចជាដុំសាច់ដុំគីរោគស្ត្រីក៏ពេលពោះវាគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងចាស់បានជាពីដុំឡៃវិញគឺសំរមមែនទែនក្នុងមកកឡូដុំឡៃ
mình khai bà phúc khai đám tay có ăn một phần cho mùi nắng đừng là tham đi ban trà không một bọc nên tại lại sang sập đờn lá tinh phí bọc tham chưa một bọc liêm tiền trà hay để nạc khai được coi mình bảnh hai được cao dương trám hỏi mình cầu soi của lý sư lâm mà đừng phí khu có ăn một phần cho mùi nắng chất đáng phí đi ban trà xâm rập đầm nắng chưa vết mà có cho sang sập tinh phí tham mùi xâm rập sập đờn lá được khi mà lâu sang sập tinh phí tham mùi đi khi trà rồi lật tập hợp bọn lộ khu xu xe ngũ sắp tại mình cả tập tư sqa trên phí cửa xu xu khát phía ba tạng ọ chạm nên cứ chỉ lấy ở bọn rung chạm tòa rư ác in bốc cho một khăn khuét đầy mình chung một thác xu xe ngũ tạng khai tạng ăn lê và xin được trong bàn nơi tập hợp lộ đồng lại xin phí rung chạm không mình chơi mà rung chạm lộ khu xu xe ngũ xong một cột.